Quốc hội vừa chính thức thông qua luật thủ đô sửa đổi với 7 chương và 54 điều. Đáng chú ý, luật đã dành riêng điều 30 để quy định về vấn đề phát triển nhà ở nói chung và nhà ở xã hội nói riêng. Theo đó, tại khoản 5 điều 30 quy định chi tiết về việc phân cấp, ủy quyền cho Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân thành phố trong việc điều chỉnh quy hoạch tạo quỹ đất cho phát triển nhà ở xã hội. Đây là một trong những điểm mới mang tính đột phá giúp thúc đẩy nhà ở xã hội phát triển. Tôi cho là cái việc mà phân cấp phân quyền cho Hội đồng Nhân dân thành phố quyết định các cái để tạo ra cái khu đất hoặc là tạo ra cái nền tảng cho cái phát triển nhà xã hội, đây cũng là một cái mà rất là mới. Tại vì trước đây cái quy trình của chúng ta là phải xin từ trung ương đến địa phương, có những cái quy trình nó rất là phức tạp. Nhưng mà sau khi mà có luật thủ đô thì rõ ràng là chúng ta có những cái mới là phân cấp phân quyền cho các cái cấp chính quyền địa phương. Thế rõ ràng là về cơ chế cũng như là về chủ trương chúng ta đã đúng rồi, thì bây giờ quan trọng nhất là các cái cấp chính quyền thành phố chúng ta phải đi vào quyết liệt, và chúng ta phải giao những cái chỉ tiêu này nó mang tính pháp lệnh làm sao mà triển khai một cách đồng bộ. Bên cạnh đó, luật thủ đô sửa đổi quy định việc chủ động bố trí kinh phí ngân sách lập quy hoạch, lựa chọn chủ đầu tư, bố trí thay thế quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội tương đương và trong các khu nhà ở xã hội trên địa bàn với các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị có quy mô sử dụng đất từ 2 ha đến dưới 10 ha khi doanh nghiệp nộp số tiền tương ứng và quỹ đất 20% và quỹ đầu tư phát triển thành phố để phát triển nhà ở xã hội. Ông Nguyễn Thế Điệp, Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Bất động sản Hà Nội cho rằng quy định này sẽ giúp nguồn cung nhà ở xã hội dồi dào hơn trong thời gian tới. Thủ đô rất là nhiều dự án và 2 hecta trở nên là chúng ta đã phải dành 20% đất để dành cho nhà xã hội. Có thể nói là nếu như mà chúng ta làm như hiện nay thì chúng ta thu tiền những đất 20% đó thì chúng ta để dành để phát triển cái nhà xã hội, thì đây là một cái nguồn lực rất lớn. Có thể nói là đáp ứng được cái việc mà phát triển các cái khu nhà xã hội mang tính tập trung hoặc là những cái khu nó lớn hơn. Đấy, tại vì là quy định là 20% thì chúng ta dùng cái thu cái ngân sách này để dành cho cái việc phát triển nhà xã hội, thì tôi cho đây là một cái đúng hướng và đúng là chúng ta cũng có thể phát huy được và chúng ta triển khai được cái nhiều cái khu nhà xã hội rộng lớn hơn. Khi luật thủ đô sửa đổi cùng các văn bản pháp luật khác như luật xây dựng, luật nhà ở, luật kinh doanh bất động sản có hiệu lực và đưa vào hoạt động một cách đồng bộ sẽ tạo cơ sở pháp lý quan trọng để Hà Nội phát triển nhà ở nói chung và nhà ở xã hội nói riêng.